Chiều qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi đã chủ trì buổi làm việc với các sở ngành và huyện Xuân Lộc về tình hình xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao trong năm 2023. Huyện Xuân Lộc có 8 trên 14 xã đạt xã nông thôn mới nâng cao, một thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. Đến nay, 22 trên 22 sở ngành của tỉnh đã có văn bản đánh giá đối với kết quả xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2023. Căn bản, Xuân Lộc đã hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao trong năm 2023. Ấn tượng thu nhập bình quân đầu người dân nông thôn của huyện hiện đạt hơn 83 triệu đồng một người một năm, tăng cao so với giai đoạn trước. Một số tiêu chí còn đang tiếp tục hoàn thiện như tiêu chí nước sạch tập trung, đầu tư hạ tầng nông thôn. Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Văn Phi yêu cầu về đầu tư dự án cấp nước sạch tập trung cho huyện Xuân Lộc, các sở ngành địa phương phối hợp rà soát lại trên tinh thần quyết tâm quyết liệt triển khai dự án theo kế hoạch đề ra. Về lấy ý kiến người dân, các đơn vị liên quan cần kiểm tra, rà soát lại trên tinh thần trân trọng ý kiến và sự hài lòng của người dân về chương trình. Dự kiến vào đầu tháng 11 năm 2023, huyện Xuân Lộc cần hoàn thiện hồ sơ minh chứng huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2023 để ban chỉ đạo nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới tỉnh góp ý việc hoàn chỉnh hồ sơ trước khi đưa ra trung ương thẩm định. Nội dung báo cáo chính của huyện nông thôn mới nâng cao phải tập trung so sánh sự phát triển vượt bậc trong hậu xây dựng nông thôn mới so với giai đoạn trước, nhất là những tiêu chí an sinh xã hội,